nhận bóng The Rolex qua người gọn gàng. Classical AK chuyền bóng cho đồng đội. Dứt bóng đầu gối, dứt điểm không vào. Banana 30k kiến tạo cho Hứa Thiêm ghi bàn. Nhận bóng Classico AK chuyền bóng cho Trịnh Đình Quang. Một đường chuyền dài lên cho Hứa Thiêm. Trả về tuyến 2, tân bóng lên volley ngay góc A. Tôi là Thi Freestyle. Ô là là khai trương ngày mùng 4 Tết. Bữa giờ không có đá banh, giờ đá cho ra hết bánh chưng bánh tét luôn. Kèo đá banh này là do anh Lâm Rô Béo gom được 16-17 người gì đó, chia hai đội rồi đá với nhau. Anh em có thể thấy có Hoàng Tôn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, anh Thịnh Vũ GK, Khoa Thầy Giáo, Hứa Thiêm, Kim MC và một số bạn nước ngoài. Rồi giờ thì bắt đầu trận đấu thôi, mình bên team áo cam. Ủa sao thấy trái banh nó mềm dữ vậy? Chết tôi. Cơ hội cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Không vào. Nhận bóng The Rolex qua người gọn gàng. Hứa Thiêm bước một gọn gàng. Vẫn chưa có cú dứt điểm. Lụm chân trái. Dứt điểm không vào. Ôi là là, anh Nguyễn Văn Trung vừa có 30k chuyền ngang cho Hoàng Tôn. Tôn ghi bàn luôn. Chuyển hướng 180 độ. Đường trả về của anh Xuân Quyết. Cơ hội. Không được rồi. Bây giờ là Hứa Thiêm. Cơ hội 2 đánh 1 cho các cầu thủ áo cam. Bên đây chống chải quá. Nhận bóng Banana 30k kiến tạo cho Hứa Thiêm ghi bàn. Có lì xì đâu rồi. Hiếu Na Chi Bana nhưng không có 30k. Hey. Cơ hội đây rồi. Không vào. Bước một giống như Marcelo nè. Cơ hội cho anh Nguyễn Văn Trung. Trở về tuyến 2. Đắc Long. Không vào. Giữ lại. Ok. Hứa Thiêm đường chuyền cột 2. Gôn hay quá vậy. Tưởng không thành cháu rồi, lấy quyết. Ô là là, cơ hội. Đối diện thủ môn. Làm gì đây, làm gì đây. Chân chạy. Và vừa rồi là bàn thắng bằng chân nghịch của anh Xuân Quyết. Trời ơi, tôi mệt quá. Trời ơi, đã lâu rồi mới đá lại mà. Cả tuần á. Mình đá dưới nắng nữa. Lè lưới. Ok. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Trả về nè. Trời ơi, vô tình qua luôn. Cơ hội cho thủ áo xanh. Đây rồi, đây rồi. Anh Thịnh báo rồi. Chết tôi. Ôi, cái gì vậy? Anh Thịnh Vũ nhảy một bên, cầu thủ đá một bên luôn. Quay lên nhìn một phát trước khi nhận bóng. Tiếp tục quan sát, quan sát, quan sát. Hứa Thiêm chân trái hơi cao. Ta-da, bóng đã hết biên rồi. Nhanh nè Hứa Thiêm ơi. Nhận bóng quay lên. Chuyền bóng cho Trịnh Đình Quang. Cơ hội. Không vào. Hay quá vậy. Đối diện Kim Messi. Classico AK chuyền bóng cho đồng đội. Suýt tí thì trúng mặt nha. Đây là một siêu kỹ thuật bóng đá đường phố mà mình hay ứng dụng vào bóng đá thực chiến. Ai biết skill này thì comment phát nào. Đường chuyền ngang đã bị bắt bài. Phản công, phản công. Hai đấu một. Hai đấu một. Đây. Anh Lâm Rô Béo.
Một đường chuyền dài lên cho Hứa Thiêm. Trả về tuyến 2, tâng bóng lên, vô lê ngay góc A. Lúc mình tâng bóng lên, ai cũng nghĩ là mình đỡ bóng lỗi. Nhưng không phải, đây là chủ đích của mình để mình tung ra cú vô lê. Anh em nghĩ gì về cú đá này? Comment phát đi nào. Dứt điểm. Không vào. Tịnh ơi. Và bây giờ là khóa thầy giáo. Cú đá cắt mặt khung thành. May quá. Hết hiệp 1. Bắt đầu hiệp 2. Và tỷ số hiện tại như thế nào thì mình cũng không biết nữa. Rồi quay về, quay về, quay về. Ok, quay về. Đúng rồi. Hay. Xuất xa. Đối diện 1-1 ở hành lang biên. Quyết định che giữa. Vô mà ép đội bạn xuống biên. Che hướng quay về. Đã thu hồi được bàn. Wow, pha dứt gót hay quá. Kim Messi. Hay. Nhận bóng quay lên. Pass and move. Anh Xuân Quyết thả bóng sang hành lang cánh trái. Chuyền trái banh cho Hứa Thiêm. À, bị khoa thầy giáo bắt bài rồi. Anh Lâm Rô Béo điều chuyền lên rất thoáng cho Trịnh Đình Quang. Bật tường nè. Lớp banh qua đâu. Hay quá Quang ơi. Yeah. thêm kìa, trước mặt kìa, trước mặt kìa. Chuyền cho mình hay cho anh Xuân Quyết vậy? Nhưng không sao, cửa hội đây rồi. Hứa Thiêm dứt bóng đầu gối, dứt điểm, không vào. Cơ hội vẫn còn. Thêm một bàn thắng nữa cho anh Xuân Quyết. Hay quá Hứa Thiêm ơi. Trả về tuyến 2 cái nào, chất lượng cái đó. Kim Messi. Và bây giờ là cơ hội cho các thủ áo xanh. Không vào. Khoa thầy giáo. Chết rồi. Cú dứt điểm của anh Nguyễn Văn Dung không qua được tay thủ môn Thịnh Vũ. Hoàng Tôn chuyền ngang. Bàn thắng rất dễ dàng của thủ môn khoa thầy giáo. Nhận bóng. Ây da, đông dữ vậy ta. Một chạm của Hứa Thiêm. Trịnh Đinh Quang. Ôi trời, ghi bàn hoài luôn. Thêm một bàn thắng nữa của anh Xuân Quyết. Kim Messi. Khửa lông kỹ thuật. Không vào. Ây da. Hay. Hay. Giữ lại Quang. Xuất xa. Bóng đã nằm gọn trong tay anh Thịnh Vũ. Nè em nè. Tạch tạch tạch. Skill vừa rồi mình hay dùng để Bana đối thủ. Nhưng mà không nhớ tên nữa. Lắm. Cơ hội cho Hoàng Tôn. Vẫn chưa có cú dứt điểm. Ây da. Ăn banh nè. Sút chúng ơi. Đường chọn khe rất tốt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho khoa thầy giáo. Gì vậy anh Thịnh? Lâu. Đối diện anh Nguyễn Văn Trung. Rainbow Blitz quá người. Trịnh Đinh Quang dứt điểm. Không vào. Yeah. Rainbow Blitz như Neymar. Nếu anh em thích kiểu đá bóng múa skill như thế này thì đừng quên like và comment thật nhiều nha. Kim Messi thả bóng xuống đáy biên. Đường trở về tuyến 2 cho Hoàng Tôn. Đây ăn trái đúng rồi. Anh Lâm Rô Béo xuất xa. Nước cầu bôn. Nhưng bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn.
Ý da, A băng tè le hụt me luôn. Kim Messi giật gót kỹ thuật. Hay. Cơ hội phản công cho các thủ áo cam. Trịnh Đình Quang. Đối diện thủ môn. Không vào. Có. Nhận bóng. Classico AK chuyền bóng cho Trịnh Đình Quang. Như vậy là mình đã có một kiến tạo bằng siêu kỹ thuật Classico AK. Anh em có thích skill này không? Và có muốn mình hướng dẫn siêu kỹ thuật này không? Comment phát đi nào. Thôi. Quả người hay. Chuyện đi đồng đội ơi. Lớp banh qua đầu. Anh Lâm Robel nhả về tuyến 2. Dứt điểm. Chúng xa ngang. Kỳ Messi đối diện anh Thịnh Vũ. Hung Thanh đã bỏ trống rồi. Đường truyền đã bị Hứa Thiêm bắt bài. Anh Lâm Rô Béo quả người hay. Nhả về tuyến 2. Khứa lòng kỹ thuật. Và đây là bàn thắng thứ hai của mình trong trận này. Siêu phẩm khứa lòng ngay góc cao. Trời Lâm ơi. Đối diện Kim Messi vẫy má ngoài kỹ thuật. Nhận bóng xỏ hán nè. Mà đối thủ khép hán ghê quá. Thêm một cái nữa. Lần này thì đã có 30k. Yeah. Đi bóng tốc độ. Step over. Dẫn bóng chuyền ngang. Trời ơi. Đội bạn phản lưới nhà luôn. Giữ lại Quang. Ok không sao. Lớp banh qua đầu. Chúng cột dọc. Cơ hội cho Kim Messi. Làm gì đây. Hãy thêm. Hứa Thiêm đã có một pha cản phá ngay trên mặt vôi. Quay. Chuyền bóng bằng Rabona nè. Nhưng mà hơi nhẹ rồi. Ây da. Hiểu quá. Đối diện Kim Messi khép hán lại. Không là bị đòi 30k mất. Ô la la. A băng tè le hộp me luôn. Trời ơi. Xích tí lắm rồi. Đờ chớp như Ronaldo. Thả bóng xuống đáy biên. Một chạm chuyền ngang. Không vào. Kim Messi bật tường với Hoàng Tôn. Chân trái nè. Anh Thịnh Vũ chụp banh bằng mắt luôn. Chết tôi rồi, mệt rồi, không theo nổi. Ây da. Mệt quá không theo nổi rồi anh em ơi. Cơ hội cho thủ áo xanh. Đắc Long. Khó quá. Hứa Thiêm nhận bóng quay lên. Sau lưng là anh Nguyễn Văn Trung. Kiểm soát bóng. Vẫn còn. Anh Xuân Quyết chống chải quá. Sút. Trời ơi, cú đá hơi phèo. Hay. Ơi. Bỏ. Hay. Ô la la, chống chải quá. Chuyện ngang. Một pha đá bồi và thêm một bàn thắng nữa cho Trịnh Đình Quang. Xì. Thở xì. Ây da. Như đi mà trời. Ôi chết tôi. Vừa ăn một trái là thua lại một trái liền. Bàn thắng của khoa thầy giáo. Rồi nốt trái nữa đi rồi đá bên. Ôi chết tôi. Bây giờ là Kim Messi. Suýt tí thì thua. Trong vòng, không sao. Nhận bóng. Quay về, quay lên. Ô la la. Neymar Ron chớp. Giật gót kỹ thuật.
Anh Xuân Quyết, đường chọt khe rất tốt của Hứa Thiêm. Chọt má ngoài về tuyến hai, không được rồi. Trời. Và cắt bóng rất kịp thời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Lấy quay. Hay, hay, dứt. Những cơ hội vẫn còn, không vào. Thủ môn đội bạn hay quá. Quay. Đường chuyền sâu kim cho Trịnh Đình Quang. Cơ hội đây rồi, đây rồi. Bàn thắng định đoạt trận đấu này. Và người ghi bàn là anh Xuân Quyết. Rồi, đáp bên đi. I need to see your goal. Yeah, I need to see that. So, yeah. Và anh em thấy trận này mình đá như thế nào? Comment suy nghĩ của anh em vào đây nha. Chậm rãi bước tới, quan sát thủ môn, nhẹ nhàng vào góc. Trời ơi, anh Thịnh nhảy trước luôn. Trời ơi, anh Thịnh nhảy trước luôn. Ghê thiệt. Yeah, kết thúc trận bóng đầu tiên của mình trong năm Giáp Thìn với đầy ắp tiếng cười. Đường về là một buổi chiều ngang qua Landmark 81. Đẹp lung linh luôn cả nhà ơi. Như thường lệ, anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phan Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.